Năm 2023, mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra là 6,5%, thấp hơn nhiều so với trên 8% của năm 2022. Chỉ tiêu lạm phát cũng được nâng lên 4,5%. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức hơn từ cả những yếu tố bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, với nền kinh tế mở như Việt Nam vẫn còn nhiều động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Nếu tận dụng được, kỳ vọng tăng trưởng cao vẫn sẽ được nối dài trong năm 2023. Vững vàng vượt qua sóng gió, năm 2022, Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao so với thế giới và khu vực. Tuy nhiên, năm 2023, dự báo nền kinh tế sẽ đối diện với nhiều thách thức và khó khăn hơn nữa. Những rủi ro bên ngoài có thể tác động đến kinh tế Việt Nam có thể kể tới là làn sóng tăng lãi suất tại Mỹ, EU và nhiều nền kinh tế khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, cho nên tác động là không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong năm 2023. Phía trước thì nền kinh tế Việt Nam vẫn phải hứng chịu tiếp hai cái cơn gió ngược. Một là cái sự suy giảm rất là đáng kể của kinh tế thế giới, nhất là các cái đối tác hàng đầu của Việt Nam, thương mại, đầu tư, du lịch. Cái cơn gió ngược thứ hai là các cái điều kiện tài chính ngặt nghèo hơn. Các cái nền kinh tế phát triển họ vẫn tiếp tục là tăng lãi suất, mặc dù cái cường độ và tần suất chắc là sẽ giảm. Lạm phát vẫn còn dai dẳng, mặc dù là chắc là nó sẽ qua đỉnh mà sẽ giảm dần. Về bối cảnh kinh tế nó sẽ khác. Về một cái ẩn số là Trung Quốc mở cửa lại thị trường, cái này có thể tác động tích cực và tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Chúng ta sẽ đối mặt với những cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc tại các thị trường lớn trên thế giới. Và rõ ràng cũng có những cái chuyên gia lo ngại về việc mà áp lực của lạm phát khi mà giá nguyên nhiên liệu của thế giới tăng rất nhanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu khó khăn kể từ cuối quý 3 năm 2022, dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến hết quý 2 năm nay. Xu hướng là đơn hàng và đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt là với cái xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ cái dài hạn, từ khoảng 3 tháng đến 6 tháng sang cái đơn hàng ngắn hạn là từ trong vòng 1 tháng. Và cái khối lượng đơn hàng với cái khối lượng nhỏ như vậy thì chúng tôi dự báo là cái sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong quý 1 thì vẫn tiếp tục là rất là khó khăn. Trong các động lực tăng trưởng, thị trường xuất khẩu thu hẹp, xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại. Quốc hội Chính phủ đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 6,5%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng trên 8% của năm 2022 và tăng mục tiêu kiểm soát lạm phát lên 4,5%. Việt Nam mà đặt cái mục tiêu 6,5 tăng trưởng cho năm nay nó cũng thể hiện cái khó khăn, nhưng mà nó cũng thể hiện cái nỗ lực mà mình cố gắng đạt được như vậy. Bởi vì theo nhiều dự báo thì cái tăng trưởng kinh tế năm 2023 nó có thể chỉ trên dưới 6%, mục tiêu lạm phát nó cũng cao hơn năm nay, tức là 4,5%, đấy là phát trung bình. Điều ấy nói là cái gì? Tức là phía trước cái áp lực đối với tài chính tiền tệ vẫn còn rất là lớn. Thế nhưng mình đặt cao hơn một chút thì nó vẫn khá là giữ được cái ổn định, nhưng mà nó cũng tạo thêm cái dư địa cho cái chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tiền tệ có thể nó linh hoạt hơn. Việt Nam đã và đang đối diện với nhiều thách thức cả bên ngoài cũng như nội tại nền kinh tế. Dự báo tình hình sắp tới sẽ tiếp tục khó khăn thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi. Nhưng với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kinh nghiệm về quản lý rủi ro đã tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước, Việt Nam có cơ sở để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2023. Mặc dù dự báo kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn và thách thức, tuy nhiên vẫn có nhiều gam màu sáng trong năm 2023. Kinh tế 2023 nó đan xen cả cơ hội lẫn thách thức. Chúng ta cũng không nên bi quan quá, bởi vì rõ ràng là nó vẫn còn rất nhiều cái gọi là gam sáng của nền kinh tế Việt Nam rất quan trọng. Áp lực lạm phát, áp lực về lãi suất, áp lực về tỷ giá rõ ràng là sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái sản phẩm xuất khẩu Việt Nam thì phần lớn nó là sản phẩm của hàng tiêu dùng. Đấy, cho nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Khi mà thị trường thế giới nếu như có khủng hoảng, có thu hẹp thì cái hàng tiêu dùng nó cũng chỉ bị thu hẹp chứ nó không phải là bị chấm dứt hoàn toàn. Và nếu chúng ta tiếp cận tốt thì chúng ta vẫn có một cái ngách để chúng ta tiêu thụ. Doanh nghiệp Việt Nam cái mức độ thích nghi, mức độ mở cửa có thể sẽ rất là tích cực. Chẳng hạn như doanh nghiệp ngành gỗ, có thể cái thị trường đồ gỗ
những thị trường sản phẩm gỗ thì có thể sẽ gặp khó khăn trong năm vừa rồi, nhưng một số doanh nghiệp thì lại chuyển hướng theo hướng xuất khẩu viên nén gỗ, một cái thị trường mà nhu cầu cao hơn. Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược của tất cả các cực tăng trưởng trên thế giới, là một trong 4 quốc gia xuất siêu lớn nhất vào Mỹ. Việt Nam cũng đã tham gia và ký kết 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có tất cả các nền kinh tế lớn nhất, phát triển nhất trên thế giới. Tận dụng tốt các hiệp định thương mại sẽ tạo ra cơ hội cho Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu mới. Cố gắng giữ cho cái tác động tiêu cực từ bên ngoài nó không quá lớn vào xuất khẩu nhờ cái tận dụng tốt hơn các cái hiệp định thương mại tự do và đa dạng hóa thị trường, hoặc là tận dụng những cái thị trường mà năm 2023 nó có thể tốt hơn. Chẳng hạn như là câu chuyện của Trung Quốc, họ bắt đầu mở cửa, tăng trưởng được dự báo là tốt hơn năm 2022. Ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô là điểm sáng giúp Việt Nam tiếp tục giữ được lòng tin của nhà đầu tư. Trong bối cảnh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn thu hút được nguồn vốn lớn nhờ kết quả tăng trưởng kinh tế cao, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Mặc dù vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và vốn góp vốn một cổ phần có cái xu hướng là sụt giảm so với năm ngoái, tuy nhiên thì cái vốn đăng ký điều chỉnh là tăng khá, cả năm thì tăng 12,3%. Và cái mức tăng của cái vốn đăng ký điều chỉnh này cho thấy là gì? Cái môi trường sản xuất kinh doanh của Việt Nam là ổn định và các cái chính sách thu hút của chính phủ rất là kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới cũng như là có rất nhiều khó khăn và cái thu hút FDI trên toàn cầu có cái sự sụt giảm mạnh. Các nhà đầu tư mà đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì đã bỏ đầu tư thêm vốn và để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Việt Nam có thể thu hút từ 36 đến 38 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 30 đến 37% so với năm 2022. Dòng vốn FDI vào Việt Nam dự báo cũng sẽ tăng khi mà đầu cuối năm 2022 chúng ta đang hoàn tất các cái thủ tục đầu tư của các dự án lớn và dự kiến thì sẽ đăng ký thực hiện trong năm 2023. Và bên cạnh đó thì một số các chính sách dịch chuyển các dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp lớn như của các cái quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì có thể là sẽ có cái điểm đến là Việt Nam. Cơ hội tiếp theo cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay đến từ việc Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau thời gian dài thực hiện chính sách Zero Covid. Sự trở lại của quốc gia có thu nhập đầu người hơn 10.000 đô la có thể mang lại cơ hội lớn về cả đầu tư, thương mại và du lịch. Điểm thuận lợi như tôi nói là lượng khách du lịch từ Trung Quốc sẽ vào Việt Nam là rất là tốt. Cái thứ hai là cái thị trường Trung Quốc là cái thị trường hơn 1 tỷ dân thì cũng là một cái cơ hội cho Việt Nam có thể xuất khẩu, đặc biệt là những cái mặt hàng về tiêu dùng, mặt hàng lương thực sang cái thị trường Trung Quốc này. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng có cái mối quan hệ ngoại thương rất là lớn với Trung Quốc. Khi mà các cái mặt hàng nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất ở Việt Nam như là may mặc, da giày hoặc là điện tử thì cũng đến từ thị trường Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa trở lại thì cái chuỗi cung ứng nó không bị gián đoạn thì nó rất là thuận lợi. Bên cạnh đó cần tận dụng tốt thị trường 100 triệu dân của chính Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc tận dụng tốt thị trường trong nước, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng ngay trong nội tại nền kinh tế. Thị trường 100 triệu dân không phải là một thị trường nhỏ với cái sức tiêu thụ như hiện nay. Nếu chúng ta mà giữ được thị trường đó thì rõ ràng đấy cũng là một cái sân để dù thế giới biến động thế nào thì chúng ta vẫn có thể dựa vào cái sân đó để phát triển làm một trụ đỡ. Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với kế hoạch năm 2022. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hết tháng 1 năm 2023, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ là trên 638.000 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đối với ở góc độ sử dụng thì chúng tôi cho rằng là năm 2023 thì đối với đầu tư thì năm 2023 thì sẽ là lớn nhất và thực hiện là các cái gói đầu tư công trung hạn cũng như thực hiện các gói đầu tư của chương trình phục hồi phát triển.
Và đây là sẽ là cái nguồn vốn mồi thúc đẩy đầu tư tư nhân cũng như kích thích tăng trưởng kinh tế. Dự báo quý 1 và quý 2 năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ giảm về khoảng từ 5 đến 6%. Tốc độ tăng trưởng hai quý cuối năm sẽ còn phụ thuộc nhiều vào nội lực của nền kinh tế cũng như tình hình thế giới. Theo các chuyên gia, để có thể vững vàng vượt qua những cơn gió ngược sẽ tiếp tục có những tác động mạnh mẽ vào nền kinh tế, ít nhất là đến nửa cuối năm nay, Việt Nam cần tiếp tục kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên cũng cần có những điều hành linh hoạt, mềm dẻo đối với từng biến số kinh tế. Để có thể tăng trưởng được ổn định, trước hết chúng ta phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng cái ổn định kinh tế vĩ mô không có nghĩa là chúng ta cố định các biến số kinh tế vĩ mô. Ổn định có nghĩa là chúng ta làm sao cho các cái biến số như là lãi suất, tỷ giá, lạm phát dao động trong một cái phạm vi mà chúng ta có thể kiểm soát được. Trong năm 2022, chúng ta đã có một số cái xáo động trong cái cân bằng giữa ba cái biến số này. Và tôi hy vọng các cơ quan điều hành về chính sách tiền tệ và tài khoá sẽ có một cái xử lý bài toán đúng đắn, tạo ra một cái cân đối hợp lý để đảm bảo cái vai trò ổn định kinh tế của nhà nước, nhưng mà cũng tạo điều kiện về hợp lý, về chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp cũng như là người dân. Nhiệm vụ trước mắt cũng hết sức nặng nề là phải giữ được cái thanh khoản cho hệ thống ngân hàng đó. Thế rồi thì xử lý những cái vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát hành riêng lẻ đó. Thế và đằng sau đấy tất cả câu chuyện là tạo dựng lại cái niềm tin cho thị trường. Năm 2023, thách thức có thể còn lớn hơn năm 2022. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn, nhất là trong quá trình điều tiết, phối hợp các chính sách giữa các bộ ngành cùng với nỗ lực thích nghi từ phía doanh nghiệp. Cái sự phối hợp giữa các bộ ngành hết sức quan trọng. Một ví dụ là thị trường xăng dầu. Nếu chúng ta có sự phối hợp tốt giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thì thị trường xăng dầu có lẽ nó sẽ không có cái sự bất ổn như trong một cái khoảng thời gian nhất định ở trong năm 2022. Do vậy, cái việc phối hợp chính sách giữa các cái cơ quan điều hành chính sách, tài khoá, tiền tệ, giá cả, thương mại, đầu tư, nếu chúng ta có cái sự phối hợp tốt thì đấy là một cái nhân tố hết sức quan trọng để chúng ta tạo ra một cái mặt bằng ổn định kinh tế vĩ mô mới, và trên cơ sở đó tăng trưởng của chúng ta mới đạt được mục tiêu là vừa nhanh và vừa ổn định. Các doanh nghiệp trong cái bối cảnh mới có lẽ cần phải sự thận trọng, cần phải có những cái quản lý rủi ro, sự sẵn sàng chuyển đổi, mức độ thích nghi cao có lẽ là một cái thế mạnh và một điều cần có của các doanh nghiệp và các ngân hàng của Việt Nam. Năm 2023, những yếu tố bất lợi kép từ bên ngoài và bên trong mới phát sinh khó lường, chưa dự báo được, có thể gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội nước ta. Tuy nhiên, nền kinh tế có thể được hỗ trợ bởi các yếu tố như lãi suất tại các quốc gia phát triển có thể hạ nhiệt, giá cả hàng hóa thế giới, giá dầu đã qua đỉnh và dự báo giảm khoảng 10% trong năm 2023. Trong nước, các động lực tăng trưởng như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công được đẩy nhanh hơn. Đồng thời, Việt Nam đang tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, chính sách, sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tận dụng tốt hơn nữa các hiệp định thương mại tự do cũng sẽ giúp Việt Nam thiết lập một nền tảng quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, toàn diện, chất lượng cao, mang lại cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị cho Việt Nam.